chương 1, huynh đệ tương tàn, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Vì cái gì, vì cái gì ta cái gì cũng không tranh cùng ngươi, cuối cùng ngươi lại muốn dồn ta vào chỗ chết. Chương 2, ma tôn truyền thừa một nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Mà Tần Thiếu Phong nghe Tần Thiếu Dương nói xong, nhìn thoáng qua chung quanh đều là vách đá, trong lòng lửa giận càng sâu, bất quá cũng đè nén lửa giận trong lòng, nói với Tần Thiếu Dương, vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Ta cho tới bây giờ đều không có cùng ngươi tranh qua cái gì. Bởi vì ngươi sang năm là 16 tuổi, Tần Thiếu Dương sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói thì đối với Tần Thiếu Phong nói ra một câu khó hiểu như vậy. Mà Tần Thiếu Phong nghe Tần Thiếu Dương nói xong đầu tiên là sửng sốt, lập tức đã tỉnh ngộ lại chương ba mà Tôn Truyền Thừa hai nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com sau khi lải nhải đem công tích vĩ đại chính mình hướng về phía tần thiếu phong đang hôn mê chung nói ra tiêu dao ma tôn tặc lưỡi một cái tuy rằng là thân hình ngưng tụ không có khả năng có nước miếng bất quá tiêu dao ma tôn vẫn làm ra một bộ dáng nuốt nước miếng giống nhau nói lâu như vậy hắn cũng là miệng khô lưỡi khô vậy sau đó lại là lẩm bẩm nói ai thư thái hai ngàn năm rốt cục cũng có người có thể cùng bản tôn trò chuyện thoải mái thật là thoải mái Ai ra, đổ nhi, người sao có thể chết được? Người không thể chết, người mà chết thì ai báo thù cho vi sư? Rốt cục sau khi nói chuyện thư thái tiêu giao ma tôn mới phát hiện tần thiếu phong đã muốn chết, lại là kêu lên. Sau đó một chỉ điểm ra, một đạo hào quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, dừng ở trên người tần thiếu phong, tần thiếu phong vốn hơi thở mong manh sinh cơ tựa như là lập tức gia tăng lên rất nhiều. Sau khi thấy được tình huống như vậy, tiêu giao ma tôn thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại là có điểm xấu hổ đối với tần thiếu phong nói, đồ nhi, người cũng không nên trách sư phụ. Người phải hiểu cho sư phụ ta nhiều năm như vậy không cùng người nói chuyện, khó tránh khỏi có chút kích động, tốt rồi, tốt rồi, để cho vi sư nhìn xem tư chất của ngươi thế nào đi. Sau khi nói xong, Tiêu Giao Ma Tôn đưa tay từ trên người Tần Thiếu Phong đảo qua, ở trên tay Tiêu Giao Ma Tôn xuất hiện từng đạo hào quang. Theo tay phải Tiêu Giao Ma Tôn di động mà đảo qua toàn thân Tần Thiếu Phong. "Đồ nhi, ngươi nói ngươi bộ dạng xấu chút còn chưa tính, vi sư có thể nhịn, nhưng mà ngươi tư chất sao lại kém như vậy? Chỉ với tư chất này của ngươi, làm sao có thể báo thù cho vi sư?" Tiêu Giao Ma Tôn ở kiểm tra thân thể Tần Thiếu Phong một phen, phát hiện Tần Thiếu Phong kinh mạch chẳng những là cực kỳ nhỏ, lại còn héo rút, ở Thiên Phú tu luyện quả thực là cực tệ. Không khỏi làm cho Tiêu Giao Ma Tôn hổn hển kêu lớn lên. Bất quá sau khi hét to một tiếng, Tiêu Giao Ma Tôn lại bình tĩnh xuống, đối với Tần Thiếu Phong nói, "Bỏ đi, kinh mạch không xong thành dạng như vậy, đối với những người khác mà nó chương 4, lại kiểm tra Thiên Phú nghe chọn bộ tại mê audio com mấy người đi vào nơi này đều mặc y phục rộng thùng thình từ da thú màu trắng chế thành ngay cả đầu đều dùng mũ da lớn che kín mà đầu người kia lại không có đội mũ da đầu đầy tóc đen ngắn ngủn giống như lông nhím dựng đứng lên trên mặt dữ tợn bộ dạng hung ác nhất là trên khuôn mặt có một đạo vết sẹo lại làm cho hắn thoạt nhìn vô cùng dữ tợn mà đao ba ca này chính là đầu lĩnh của mấy người này, sau khi hắn hỏi, mấy thủ hạ của hắn chạy nhanh tìm kiếm chung quanh. Rất nhanh một thủ hạ chỉ vào tần thiếu phong trong nước biển đối với đao ba ca nói, đao ba đại ca, người xem, nơi đó có một tiểu tử. Đao ba ca theo phương hướng thủ hạ chỉ nhìn lại, quả nhiên là thấy được tần thiếu phong té xỉu ở trong nước biển, lập tức đao ba ca thân hình nhoáng lên một cái trực tiếp đạp mặt nước đi tới trước người tần thiếu phong nhấc lên tần thiếu phong sau đó lại là đạp mặt nước lui trở về lập tức đem tần thiếu phong ném xuống đất tiếp theo đối với mấy người thủ hạ nói nhìn xem có còn thở không còn thì đưa đi huyết sát các bọn họ bên kia gần đây tổn hại không ít nhân thủ vốn muốn đi bắt một ít không nghĩ tới hôm nay lại có một tên đưa lên tận cửa Đao Ba đại ca, hắn còn hơi thở, bất quá giống như sắp chết, chống đỡ không bao lâu nữa. Nghe xong Đao Ba ca nói, một thủ hạ vội vàng kiểm tra Tần Thiếu Phong một chút, sau đó nói với Đao Ba ca. Mà Đao Ba ca nghe thủ hạ nói xong, đối với thủ hạ kia nói, tiểu tử ngươi quản nhiều như vậy làm gì, chúng ta chỉ để ý đưa người có thể cứu sống hay không, đó là chuyện huyết sát các bọn họ. Cùng ảnh sát các chúng ta cũng không có liên quan. Nghe xong đao ba ca nói, thủ hạ kia vội vàng cười gật đầu, lập tức nhấc lên tần thiếu phong hướng về bên trong đảo nhỏ chạy tới, mà đao ba ca cùng mấy tên thủ hạ ở chung quanh nhìn một chút. Rồi cũng xoay người hướng về chỗ sâu trong đảo nhỏ chạy đi, bờ biển lại khôi phục bình tĩnh. Sau khi ý thức lại trở về, tần thiếu phong chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều là ấm áp, chậm rãi mở mắt tần thiếu phong phát hiện mình lúc này đang ở bên trong một cái thạch thất ở trên thạch bích có một ngọn đèn tản mát ra ánh sáng hôn ám làm cho tần thiếu phong có thể thấy rõ toàn bộ bên trong thạch thất chỉ thấy toàn bộ thạch thất trừ bỏ một cái giường đá một bộ bàn ghế đá ra thì cũng không có thấy thứ gì khác bất quá ở trên bàn đá có đặt một cái chén còn đang bốc lên nhiệt khí nhìn thấy một cái chén như vậy bình thường hắn căn bản sẽ không để ý tới Tần Thiếu Phong nhất thời chỉ cảm thấy bụng mình kêu lên rồn rột, một cỗ cảm giác đói khát khó có thể chịu được lại truyền đến, cũng không biết lực lượng đến từ nơi nào. Tần Thiếu Phong chạy vội tới cái bát trước mặt nọ, mà bắt đầu ăn lên. Ha ha, tiểu tử, mạng ngươi là huyết sát các chúng ta cứu, tiểu tử ngươi còn ăn mì của huyết sát các chúng ta, từ nay về sau, mạng ngươi chính là của huyết sát các chúng ta từ ngày mai bắt đầu cùng đệ tử huyết sát các cùng nhau huấn luyện đi. Tần Thiếu Phong đang lúc miệng nhai nhồm nhòm, một thanh âm tục tăng vang lên ở bên tai Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong đang ở liều mạng ăn mì nghe thấy thanh âm tục tăng nọ cũng hoảng sợ, vốn bởi vì chính mình xuất hiện ở bên trong thạch thất này, Tần Thiếu Phong cũng đã liệu đến mình là được người cứu. Nhưng thanh âm kia đến rất đột nhiên, thiếu chút nữa làm cho Tần Thiếu Phong đang ăn bị sạc khi ngẩng đầu lên vừa vặn thấy một đại hán mặt đầu dâu ria, dáng người cực kỳ cường tráng đẩy cửa đá thạch thất đi đến, hiển nhiên chủ nhân thanh âm tục tăng vừa rồi chính là hắn. Tần thiếu phong buông đũa xuống, đứng dậy, đầu tiên là sửa sang lại quần áo chính mình một chút, đương nhiên, lúc này trên người tần thiếu phong đã được thay cái trường bào màu trắng của tiêu giao ma tôn. Cái này ở tiên giới cũng là mặt hàng tiên y cao cấp nhất bởi vì cùng y phục của tần thiếu phong lúc trước giống nhau cho nên tần thiếu phong cũng không có phát hiện cái y phục này có cái gì khác nhau về phần cái tiên y này rốt cuộc có công dụng gì vậy phải đợi tần thiếu phong về sau đi phát hiện đa tạ ân cứu mạng của người tại hạ tần thiếu phong tần thiếu phong hướng về đại hồ tử chắp tay hành lễ nói mà đại hồ tử nhìn thấy tần thiếu phong hướng về hắn chắp tay hành lễ một bộ dáng văn nhân nếu đặt ở trước kia mà nói đã sớm muốn chửi ầm lên hắn chính là chán ghét cái bộ dáng văn nhân này nhưng mà không biết vì sao khi tần thiếu phong làm như vậy hắn lại cảm giác thấy tần thiếu phong đây là chân thành phát ra từ trong lòng không giống như là làm theo kiểu văn nhân giả tạo thế mà làm cho hắn một chút cảm xúc chán ghét đều không có trong lòng có cảm xúc như vậy, cũng làm cho đại hồ tử vốn đã muốn nói lời hay, lại không biết nên nói như thế nào, hắn vốn là muốn tiến vào đầu tiên là đối với tần thiếu phong lớn tiếng răn dậy một phen. Sau đó bắt buộc đối phương gia nhập huyết sát các. Nhưng mà hiện tại bởi vì đối với tần thiếu phong hảo cảm không hiểu, lại làm cho đại hồ tử không biết nên nói như thế nào. Mà nguyên nhân tạo thành tình huống như vậy cũng là do ma chủng ở trong cơ thể tần thiếu phong tác quái xấu hổ học tần thiếu phong chắp tay hành lễ một chút, đại hồ tử vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẻ mặt đỏ bừng, mới đối với tần thiếu phong lớn tiếng nói, tốt lắm, lời vô nghĩa cũng không cần nói. Về sau ngươi chính là người huyết sát các chúng ta, hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai đi theo những người khác huyết sát các cùng nhau huấn luyện đại hồ tử bình thường căn bản là không cần giả bộ cực kỳ hung ác hôm nay ở trước mặt tần thiếu phong lại phải giả bộ một bộ dáng hung ác cũng thực khó xử cho hắn tần thiếu phong nghe đại hồ tử nói xong trong lòng suy nghĩ một chút đã biết một lần đại nạn không chết đã phát hạ lời thề tương lai nhất định phải trả thù tần thiếu dương chỉ là tần thiếu phong rõ ràng mình là cái dạng gì căn bản không có biện pháp đi trả thù tần thiếu dương Bất quá Tần Thiếu Phong cũng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, có lẽ cái huyết sát các này có thể giúp mình, vì thế Tần Thiếu Phong hướng về đại hồ tử nói: "Già nhập huyết sát các có thể để cho ta học võ sao?" Ba tuổi sau khi trải qua gia tộc thí nghiệm Thiên Phú, bởi vì không có Thiên Phú tu luyện, Tần Thiếu Phong chỉ có thể lựa chọn tập văn, 12 năm này đem tứ thư ngũ kinh kinh điển các nhà trong thiên hạ đều đọc thuốc làm cho Tần Thiếu Phong vốn đối với tập võ đã sớm không có ý tưởng gì, nhưng mà lúc này, Tần Thiếu Phong trong lòng đã trào ra ham muốn tập võ cực kỳ mãnh liệt, hai mắt sáng quắc nhìn Đại Hồ Tử đối diện, hy vọng Đại Hồ Tử có thể cho hắn một cái đáp án khẳng định. Ha ha, chỉ cần ngươi có thiên phú tu luyện, đương nhiên là có thể cho ngươi học võ hơn nữa huyết sát các chúng ta chính là địa phương phụ trách truyền thụ vũ kỹ đại hồ tử nghe tần thiếu phong nói xong sang sảng trả lời mà tần thiếu phong nghe đại hồ tử nói xong hai mắt hào quang cũng ảm đạm xuống thiên phú lại là thiên phú chẳng lẽ không có thiên phú sẽ không thể tu luyện sao vì cái gì nhất định phải có thiên phú mới có thể tu luyện tuy biết không có thiên phú tu luyện cho dù là mạnh mẽ tu luyện cũng không có yêu việt gì ngược lại còn có thể có nguy hiểm tính mạng nhưng mà lúc này tần thiếu phong vẫn nhịn không được ở trong lòng hò hét như vậy lúc này tần thiếu phong lại đối với đại hồ tử hỏi vậy ngươi nhìn xem ta có thiên phú tu luyện không tuy trong lòng không ôm hy vọng quá lớn bất quá tần thiếu phong vẫn muốn thử một chút vạn nhất huyết sát các này kiểm tra ra bản thân có thiên phú tu luyện thì sao Tuy việc này hy vọng xa vời, bất quá Tần Thiếu Phong vẫn muốn thử một lần. Chương Nam, Đạo Tâm Chủng Ma, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Đại hồ tử nghe tần thiếu phong nói xong cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp tiến lên cầm ở cổ tay tần thiếu phong. Sau đó tần thiếu phong liền cảm giác được từ chỗ cổ tay của mình ùa vào một cỗ giống như khí thể, ở cao thấp toàn thân của mình nơi nơi tán loạn khiến cho chính mình toàn thân cao thấp đều là tê dại khó chịu bất quá vì không quấy dày đến đại hồ tử kiểm tra tần thiếu phong vẫn chịu đựng không có hé răng chẳng qua nhìn đại hồ tử trên mặt càng ngày càng cổ quái tần thiếu phong tâm cũng đã trầm xuống trải qua kiểm tra đại hồ tử trong lòng cũng mười phần thất vọng bởi vì hắn phát hiện tần thiếu phong thật sự là một chút thiên phú tu luyện đều không có cái này nếu đặt ở trước kia đại hồ tử đã sớm muốn chửi ầm lên thật vất vả có một nhân thủ kết quả cũng không